sẽ cho nước vào đây nhé. Xe cứu hỏa lúc nào cũng phải đầy nước. Đổ nước vào đây. Chúng ta lắp cái này vào đây, thật chắc. Tiếp theo thì chúng ta lắp ống cứu hỏa vào đây các bạn ơi. Đây. Đây này. Máy xe dự phòng. Máy xe dự phòng. Đây này là máy xe dự phòng ở trong này đúng không? Đây là công tắc của nước này. Khi ta bơm, ta phải gạt lên. Gạt lên nước chảy này. Quay đây, xịt đây. Nào. Bia đây cháy rồi. Bia đây cháy rồi. Đâu rồi? Gọi xe gì nhỉ? Gọi xe cứu hỏa. Nào, bia đây cháy rồi. Cháy rồi. Đi nào, đi nào, đi nào. Khởi động đi, khởi động đi, khởi động đi. Lên, 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 lên. Bơm đi, bơm đi, bơm đi, bơm đi nào. Đây rồi, dây đây rồi, đây rồi. Lắp dây vào đây đã, đây này. Rồi. Bơm đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bơm nào, bơm đi, bơm đi. Bơm đi con, bơm đi, bơm. Bơm đi, bơm con. Bơm đi, bơm đi. Bị ăn cứu hỏa đi. Bị ăn cứu hỏa đi, bị ăn cứu hỏa đi. Bị ăn cứu hỏa nào, nhanh lên. À, bình an tự bơm. Bị ăn tự bơm cứu hỏa đi, nhanh lên con. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Cố lên, cố lên, cố lên, sắp hết cháy rồi. Cháy lắm, khói, khói độc lắm. Khói độc lắm. Bơm nào, bơm đi, hết nước rồi. Bơm nào, xịt nước vào đây con. Nước ở chỗ nào? Xịt nước vào con. Nước ở chỗ nào thì xịt vào chỗ đấy chứ. Đúng rồi, xịt đi, xịt đi. Vẫn đang khói kìa, vẫn đang khói kìa. Cho nên dập khói đi con. Cứu hỏa nào. Wow, như vậy là gì nhỉ? Đám cháy đã được dập tắt rồi. Hỏa đâu? Ống cứu hỏa đâu? Ống cứu hỏa đâu? Nhanh lên. Gạt vòi đi con. Gạt vòi. Đứng xa ra, đứng xa ra, đứng xa ra. Đứng xa ra. Bị ăn cứu hỏa, bị ăn cứu hỏa. Cố lên, cố lên. Wow, đám cháy được dập tắt không? Cố lên nào, cố lên nào. Vẫn chưa hết khói kìa, xịt vào trong á. Xịt vào trong kìa, xịt vào trong. Đấy, đang cháy lên kìa, cháy bùng kìa. Đấy. Nhanh lên, dập cháy đi, dập đám cháy đi, nhanh lên. Vẫn chưa hết khói kìa. Xịt nhiều nước vào, nhanh lên, xịt nước vào trong á. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày ăn giỏi quá. Đám cháy thì dập tắt chưa? Chưa. Đang cháy ở đây kìa. Đứng xa ra không cháy mọi người. Đứng xa ra, không xịt nước vào thôi. Đứng vào gần đấy khói nguy hiểm đấy. Đúng rồi, khói nguy hiểm đấy, con xịt vào trong, xịt bơm đi, bơm đi. Xịt vào trong, đúng rồi. Cháy, cháy. Bơm nước đi con, bơm nước đi, nó mạnh được chứ. Thầy mất rồi. Xịt nước vào trong. Cháy chưa? Rồi. Đám cháy được dập tắt rồi. Đấy. Thấy chưa? Kì. Như vậy đám cháy đã được dập tắt rồi. Thầy mất rồi. Bị ăn thích không? Bị ăn học cứu hỏa có thích không?